Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 23 tháng 3 năm 2024. Hôm nay Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà các bạn rất chờ đợi. Đó là huấn luyện viên Philippe Troussier nhận lương bao nhiêu? Tiết lộ luôn với các bạn một con số rất to và cao gần gấp 5 lần so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Và điều kiện nào để huấn luyện viên Philippe Troussier bị sa thải mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam không phải bồi thường? Hôm nay Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những câu chuyện này. Và thực sự hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng con số. Ở phần sau của chương trình mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến Indonesia. Rất nhiều những cầu thủ của Indonesia đã bị ốm. Họ từ châu Âu về châu Á, về Đông Nam Á, họ đã không chịu được điều kiện thời tiết. Họ đã bị ốm. Trong đấy có những trụ cột, ví dụ như là Turner. Đấy, ngoài ra thì còn có một số cầu thủ khác hiện nay đang bị chấn thương. Nói tóm lại là Indonesia hiện nay đang gặp khá nhiều vấn đề. Không chỉ là họ đang nằm trong ngày lễ Ramadan mà còn liên quan đến câu chuyện về chấn thương, về thể lực, về ốm đau. Các bạn thấy không? Từ châu Âu về nó có đâu phải đơn giản. Nó không hề đơn giản một chút xíu nào cả. Đó là những cái gì mình có thể chia sẻ với các bạn. Đó là những cái gì mình muốn nói với các bạn về câu chuyện này lần đầu tiên. Và cũng xin được thưa với các bạn luôn. Với chúng ta, câu chuyện về huấn luyện viên Philippe Troussier chưa có hồi kết. Ngày hôm nay thì mình có thể chia sẻ với các bạn chút xíu nữa về câu chuyện liên quan đến những cái cập nhật về thông tin của đội. Có thể đội hình của chúng ta sẽ thay đổi trong trận đấu với Indonesia vào ngày 26 tháng 3 này. Một cập nhật liên quan đến vé. Mình vẫn đi mua vé rất bình thường. Ai đó nói là vé đang bị cháy, hết vé rồi, là toàn là thông tin tào lao. Có thể là do mọi người đang không muốn các cổ động viên đến sân để xem bóng đá. Cho nên mọi người cái thông tin hôm nay, chiều ngày hôm nay mình phải tư vấn cho 3 người. Mọi người cứ bảo là bây giờ ra chỉ có thấy vé chữ đen thôi, không có vé chữ đen chữ đỏ gì cả. Các bạn cứ vào thẳng liên đoàn và mua, không có vấn đề gì luôn. Bây giờ Vlog Minh Hải xin phép được cập nhật cho các bạn. Hôm nay thì mình biết là ở trong một số hội cổ động viên có đặt ra câu hỏi là Vlog Minh Hải nếu mà biết cái vị cổ động viên siêu VIP Pro Max đó là ai thì nói toẹt ra đi, đừng có lừa khán giả. Mình trả lời luôn các bạn là không lừa nhưng không thể tiết lộ được. Bởi vì đây họ không phải là một người bình thường. Đấy, mình đã dùng cái từ siêu VIP Pro Max thì các bạn biết là nó là ở một cái tầm cao như thế nào rồi. Cho nên là các bạn ạ, những cái gì tiết lộ được thì mình đã tiết lộ. Những cái gì mình chưa tiết lộ được, mình sẽ nói với các bạn là chưa tiết lộ được. Đấy, các bạn chỉ cần hiểu đây là một người rất cao. Đấy, bác rất cao, bác rất yêu bóng đá và bác đang tạo mọi điều kiện để cho bóng đá Việt Nam của chúng ta có được cái điều kiện tốt đó. Minh Hải thì chả bao giờ dám bịa ra những cái câu chuyện động trời như vậy. Cho nên là rất là mong các bạn, nếu mà các bạn mà chưa có được thông tin thì các bạn cứ hiểu rằng là Vlog Minh Hải chỉ có thể chia sẻ với các bạn là chúng ta đang có cơ chế như vậy. Chứ còn chúng ta chưa thể nào mà tiết lộ được ngay. Thì mong các bạn hết sức thông cảm cho. Và các bạn cũng mong các bạn là sẽ hiểu cho cái khó của Vlog Minh Hải. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan đến hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, khoản tiền lương mà ông nhận được. Theo thông tin mà mình có được thì một tập đoàn rất lớn của Việt Nam đã tài trợ cho Liên đoàn 90 tỷ đồng để trả lương cho huấn luyện viên Philippe Troussier trong vòng 3 năm rưỡi. Hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier ban đầu thì được ký là 2 năm, nhưng cuối cùng thì chúng ta đã ký 3 năm rưỡi và khoản tiền lương của ông là 90 tỷ cho 3 năm rưỡi. Đấy, 3 năm rưỡi các bạn biết rồi, 31 là 3, 32 là 6, là 36 tháng cộng thêm nửa năm nữa là 6 tháng. Đấy, thì các bạn cộng ra là các bạn biết. Các bạn lấy 90 tỷ các bạn chia ra cái số tháng thì các bạn sẽ biết được là một tháng huấn luyện viên Philippe Troussier là nhận khoảng hơn 2 tỷ. Tức là nó tương đương với khoảng tầm gần 100.000 đô một tháng các bạn nhé. Và các bạn đừng quên là huấn luyện viên Park Hang-seo trong cái bản hợp đồng đầu tiên, tức là bản hợp đồng 2 năm đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo thì lương của thầy chỉ là 20.000 đô thôi. Tức là nó tương đương, tính ra bây giờ nó tương đương khoảng tầm 500 triệu. Mà lương của ông Philippe Troussier là khoảng tầm 2 tỷ 3. Như vậy là lương của huấn luyện viên Philippe Troussier đã cao hơn gần gấp 5 lần so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Cái này là chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thứ hai nữa là nếu như bây giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải huấn luyện viên Philippe Troussier, hay nói chính xác hơn là nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải huấn luyện viên Philippe Troussier trước khi chúng ta chắc chắn đã bị loại khỏi vòng loại World Cup. Đấy, vòng loại thứ 2 World Cup, tức là chúng ta không thể lọt vào vòng loại thứ 3. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải bồi thường cỡ khoảng 2 triệu đô. Theo như thông tin mình có được thì là nó đâu đó khoảng 2 triệu đô, hơn kém thì mình nghĩ là không đáng kể. Nhưng mà chắc chắn là khoản tiền này nó sẽ không cao hơn 50 tỷ, nó sẽ dưới 50 tỷ. Và đây là một khoản tiền nó vượt quá cái khả năng chi trả của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Các bạn biết là để mà sa thải một huấn luyện viên là phải đền khoảng tầm đâu đó khoảng 50 tỷ quay đầu. Cộng thêm với việc là mời huấn luyện viên mới nữa thì nó sẽ rất là khó khăn. Và mình sợ rằng là đây cũng là một cái câu chuyện rất là khó để chúng ta có thể nhận định từ trước. Bởi vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ cũng đã làm một cái bản hợp đồng mình nghĩ là rất kín kẽ. Lát nữa mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái quy trình và cái cách mà chúng ta đàm phán. Cái hợp đồng 3 năm rưỡi với huấn luyện viên Philippe Troussier thì nó không phải là bản hợp đồng 3 năm rưỡi. Mà nó là cái bản hợp đồng, tức là chúng ta ký 3 năm rưỡi thì người ta sẽ ok cho cái mức là nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn thành hợp đồng với ông Troussier thì họ sẽ trả hết tất cả là 3 năm rưỡi đó. Nhưng nó sẽ có những cái mốc, mà nếu không vượt qua, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ bị sa thải mà không được bồi thường. Thông tin này là thông tin rất nóng nha các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta không muốn như vậy. Bởi vì đơn giản là trong hợp đồng nói rất là rõ. Đầu tiên, trong năm đầu tiên thì cái hợp đồng tức là cái điều khoản hợp đồng quan trọng nhất trong một năm đầu tiên là huấn luyện viên Philippe Troussier phải đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đó. Thì xin thưa với các bạn luôn là nếu như trong trường hợp mà huấn luyện viên Philippe Troussier không đưa được đội tuyển Việt Nam lọt qua vòng loại thứ 2 để đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2026 thì lúc đấy bản hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier nó sẽ được kết thúc và Liên đoàn bóng đá Việt Nam không phải bồi thường tiền. Đấy, các bạn nhớ nhá. Chứ là mình nói là cái Asian Cup, tại sao ở trước và trong sau Asian Cup mình nói với các bạn là Asian Cup nó chỉ là giải đấu búng tai với Việt Nam thôi. Bởi vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực tế là đã không đặt mục tiêu cho huấn luyện viên Philippe Troussier về trong hợp đồng, tức là không đặt mục tiêu trong hợp đồng. Chúng ta đặt mục tiêu bằng miệng thôi là cố gắng vượt qua vòng đấu bảng để vào cái vòng knockout. Nhưng thực tế ra là trong bản hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì không quy định ở Asian Cup. Đấy, tức là chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng hay là chúng ta lọt vào vòng tiếp theo cũng không có bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến hợp đồng. Cho nên là trước và trong mình có nói, trước Asian Cup, trong và sau Asian Cup mình đã nói với các bạn rồi là giải đấu này chúng ta đặt mục tiêu là vượt qua vòng bảng cho nó vui vậy thôi. Chẳng nhẽ lại không đặt mục tiêu. Đó, nhưng cái mục tiêu này không được phản ánh trong hợp đồng của ông Troussier. Tức là nếu không hoàn thành được hợp đồng đó thì huấn luyện viên Troussier không làm sao. Ok nhá, đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì lại quan trọng nhất là ở cái vòng loại World Cup. Thậm chí là khi đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier thì chúng ta lại còn yêu cầu là phản ánh vào trong hợp đồng là phải vượt qua được vòng loại World Cup để đến với World Cup. Ông Troussier không đồng ý cái đó. Ông Troussier không đồng ý điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà lọt qua vòng loại thứ 3 khi mà thi đấu tốt thì chúng ta vẫn có thể sử dụng ông Troussier. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có lợi, ông Troussier cũng có lợi. Là bởi vì sao? Khi chúng ta vượt qua được vòng loại thứ 2, lúc đấy coi như là mọi thứ tương đối đã yên tâm. Vì vòng loại thứ 3 thì kiểu gì chúng ta đá là cũng thắng ít hơn thua. À, thắng nhiều thắng ít hơn thua, thua nhiều hơn thắng. Tức là chúng ta đến với vòng loại thứ 3 thì nó cũng chỉ là một cái vòng loại mà chúng ta cọ sát thôi chứ còn không có khả năng tranh đấu. Như vậy là trong cả cái 3 năm rưỡi hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier thì chỉ có một cái biến cố duy nhất, nó nằm ở vòng loại thứ 2 của World Cup 2026. Tức là nếu như trong trường hợp chúng ta bị loại khỏi vòng loại thứ 2, tức là không vào vòng loại thứ 3 thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Troussier mà không phải bồi thường. Trong trường hợp Liên đoàn vẫn ok với ông Troussier, không có sự lựa chọn nào khác hoặc màn trình diễn cảm thấy ok, vẫn tiếp tục thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam không phải trả lương mà tập đoàn kia sẽ trả lương cho ông Troussier. Ông Troussier vẫn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và vẫn có cái định hướng đến với World Cup, tất nhiên là World Cup 2030. Đó, lúc đấy chúng ta sẽ tạo nguồn. Và có một cái, ở đây là mình cũng nghe thôi chứ cũng không có cái xác minh nào cả. Đó là huấn luyện viên Philippe Troussier nói rằng là nếu như trong trường hợp, ở đây là mình chia sẻ với các bạn thôi nhá, là nếu như trong trường hợp mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn cảm thấy mọi thứ ok thì ngay cả khi chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng thì lúc đấy chúng ta sẽ loại ngay từ vòng loại thứ 2 thì chúng ta sẽ coi đó là một cái thời cơ để cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Troussier trẻ hóa một cách triệt để hơn. Đó. Thì mình chia sẻ với các bạn là đấy là lý do vì sao mình nói là ngay cả khi chúng ta thua Indonesia ở cái trận đấu ngày 26 tháng 3 này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn chưa chính thức bị loại. Tức là chúng ta vẫn còn cơ hội để lọt vào vòng loại thứ 3 nếu mà chúng ta thắng cả Philippines, thắng cả Iraq Và tất nhiên là cái kết quả ở những trận đấu còn lại nó thuận lợi cho chúng ta. Cho nên là các bạn nhớ là cách đây khoảng tầm 1-2 tháng gì đó, mình đã nói với các bạn là cái bản hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier nó chỉ kết thúc vào tháng 6. Đó, bởi vì là lúc đấy là mình có được cái thông tin là cái khoản tiền bồi thường của chúng ta sẽ rất lớn. Và cái khoản tiền bồi thường rất lớn thì nó kéo theo một cái vấn đề cũng rất là nguy cấp. Đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể sẽ phải đi một cái nước cờ an toàn. Đó là không sa thải để bị bồi thường và tiếp tục hợp đồng với ông ấy để có một đơn vị họ trả lương cho. Thì cái này cũng là một cái mà mình nghĩ là sẽ hơi khó. Hồng Nguyễn Văn của nó là dạo này thấy ít kênh nói xấu em nữa vì người hâm mộ rất ủng hộ kênh của em. Em cảm ơn bác rất là nhiều. Đó, thì mình có thể chia sẻ với mọi người là cái câu chuyện nó nằm ở cái mấu chốt là trận đấu với Iraq, trận đấu với Philippines, chứ không phải là trận đấu với Indonesia. Xét về mặt thành tích của chúng ta thì thành tích của chúng ta có thể được quyết định bởi trận đấu vào ngày 26 tháng 3 này. Và đối thủ trực tiếp của chúng ta chính là Indonesia. Ai cũng biết là về mặt thực tế chúng ta không có cửa để thắng được Iraq. Nhưng mà sau khi, kể cả khi mà chúng ta thua Indonesia trong trận đấu tới đi chăng nữa, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn chưa chắc chắn là sẽ dừng lại ở vòng loại thứ hai. Và chiểu theo cái hợp đồng mà liên đoàn đã ký, thì lúc đấy nếu chúng ta mà sa thải thì vẫn phải bồi thường đâu đó khoảng tầm từ 40 đến 50 tỷ. Nó dao động trong cái khoảng đấy. Thế là mình nói với các bạn là cực kỳ khó. Đó. Mà sau khi chúng ta đã thua Indonesia rồi thì chúng ta thay tướng lúc đấy thì cũng phỏng có ích gì. Tự nhiên ném 40-50 tỷ đi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, trong khi chúng ta còn 2 trận. Cho nên là hôm nay mình nói với các bạn về câu chuyện liên quan đến tiền là để nói về các điều khoản. Mình sẽ tìm hiểu thêm để xem là nếu mà vượt qua vòng loại thứ hai thì còn có điều khoản nào để chúng ta đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không. Cái này thì mình không dám khẳng định, nhưng mình có thể chia sẻ với các bạn là nó rất khó có thể có một biến cố khác. Bởi vì trong bản hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Troussier với liên đoàn thì chính ông Troussier là người đã chủ động đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa cái chữ là vào vòng chung kết World Cup thành là tiến xa nhất ở vòng loại thứ 3. Đó, các bạn thấy không? Cái này nó mới là cái hay này. Cái này nó mới là cái hay. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây rất nhiều bạn này bảo là thôi đi Hải ơi, thế này thế kia. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thấy những cái chia sẻ của mình, những cái thông tin của mình là hay thì các bạn hãy nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Và vào 21 giờ ngày hôm nay thì ở trên Top ngày hôm nay mình sẽ livestream để phục vụ các bạn. Rất nhiều những mẫu giày, rất nhiều những cái đồ dùng hiện nay, đồ dùng thiết yếu của gia đình, nó đang được tạo ra với cái mức giá thấp tuyệt đối với Minh Hải. Và đây là mức giá thấp độc quyền chỉ dành cho Minh Hải mà thôi. Đường link của Top mình để ở phần mô tả cũng như là ở phần comment. Các bạn mà ai chưa thấy thì các bạn vào hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn lại tiếp tục không? Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Hôm nay chúng ta chỉ nói về tiền thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì ký hợp đồng theo cái kiểu như này. Là đầu tiên là ký hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đấy, và chúng ta lúc đấy là chỉ có đặt mục tiêu SEA Games và AFF Cup thôi. Sau khi mà chúng ta có quả Thường Châu chấn động cả châu Á thì lúc đấy huấn luyện viên Park Hang-seo được gần như là cả châu Á treo kéo. Thì lúc đấy là lương của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị, tức là đề nghị là được điều chỉnh. Theo những thông tin mình biết là được điều chỉnh, nhưng thầy Park không đồng ý. Thầy Park bảo cứ làm theo hợp đồng, ký 2 năm đầu lương của thầy Park là 20.000 đô. Đến khi mà chúng ta tái ký, tức là nó có cái điều khoản là 2+1, tức là chúng ta ký bản hợp đồng 2 năm và có điều khoản gia hạn thêm 1 năm, thì huấn luyện viên Park Hang-seo được điều chỉnh lương lên là 50.000 đô một tháng. Đấy, ngay cả bây giờ lương là 50.000 đô một tháng thì chúng ta vẫn đang thua. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang thua huấn luyện viên Troussier. Lương ông Troussier cao gần gấp 5 lần so với lương thầy Park, mà kết quả thì các bạn thấy rồi. Thầy Park gồng gánh kéo đội tuyển của chúng ta vào top 100, đứng ở vị trí thứ 95. Bây giờ đã là 112 rồi. Rất là khó luôn. Mình không muốn so sánh, nhưng mà rõ ràng những con số nó cũng đưa ra rất nhiều những cái cảnh tỉnh. Sau khi mà thầy Park hết hợp đồng 2 năm lần thứ 2 thì cái bản hợp đồng cộng 1 năm nó được tự kích hoạt. Đấy là lý do sao chúng ta có thêm 1 năm nữa. Và sau khi kết thúc hợp đồng, chuẩn bị kết thúc hợp đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời huấn luyện viên Park Hang-seo 3 lần thì 3 lần thầy Park đều từ chối. Và đấy là lý do vì sao liên đoàn phải tìm một huấn luyện viên khác. Cái sự ra đi của huấn luyện viên Park Hang-seo nó không chỉ Nó không chỉ làm cho đội tuyển của chúng ta bị suy yếu, mà nó còn tạo điều kiện cho một người khiến cho đội bóng của chúng ta là quá yếu luôn. Đấy, và gần như rất nhiều những cái gì tốt đẹp mà chúng ta có được trong thời gian trước thì bây giờ chúng ta đang đánh mất dần đi. Đấy, và các bạn cũng đừng quên, nếu như chúng ta vẫn thi đấu như thế này, chúng ta bị oánh bật ra khỏi top 100 rồi, thì cái bảng xếp hạng của chúng ta, hay là nói chính xác hơn là chúng ta hay gọi là hạt giống ấy, đấy, thì chúng ta sẽ bị xuống cái nhánh dưới. Tức là bình thường ra chúng ta đang là hạt giống số 2 thì chúng ta có thể bị đẩy xuống hạt giống số 3. Và khi mà đẩy xuống hạt giống số 3 thì tức là chúng ta sẽ gặp hai anh đại bàng ở phía trên. Hai anh đấy là hai anh mạnh hơn chúng ta. Rất khó khăn, đúng không? Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình. Đấy, các bạn nếu mà thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhá. Ok, nói chung là bạn Quảng Phú Phạm, bạn nghe nếu mà bạn không hiểu thì mình mời bạn ra ngoài. Mình nói thật, đây là tiếng Việt, nên là nếu các bạn mà không hiểu thì thôi các bạn cũng đừng nghe làm gì nhá. Bởi vì là mình đã nói về cái chuyện thầy Park với, chả có ai lại nói là mình lại không ủng hộ thầy Park. Mình nói luôn là mình làm về thầy Park quá nhiều. Các bạn xem tất cả những cái chương trình mình làm về thầy Park xem là nó có phải là những cái gì hay không. Còn nói chung là thôi các bạn thì tùy các bạn. Ok. Bạn Nguyễn Văn Nam có nói là chào em Hải, anh rất đồng ý quan điểm của em là vị đại gia, cho nên các bạn cũng đừng nên hỏi nhiều làm gì và lại nghi ngờ Minh Hải nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Nam rất là nhiều. Em chỉ nói thế này, nếu đây chỉ là một ông bầu hay là nếu đây là chỉ là một doanh nhân thì em có thể nói tên mà em không cảm thấy sợ. Đấy, còn những cái thông tin khác thì các bạn biết là nó có những yếu tố khác nữa, cho nên là cũng chia sẻ với mọi người như vậy. Thôi, ok, bây giờ thì mình xin phép là sẽ dừng cái câu chuyện liên quan đến lương, ngừng cái liên quan đến con số. Và những cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn về hợp đồng thì đó là những cái thông tin mà mình cũng mới có được. Cũng rất là mong các bạn sẽ chia sẻ cái thông tin này cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần trả lời câu hỏi. Trước khi đến với phần trả lời câu hỏi thì mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn chút xíu. Đây là DongAshop.vn, một website đã đồng hành cùng với mọi người trong một khoảng thời gian rất dài. Bổ thận dược quý đường, tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng. Đọc đến đây các bạn biết ngay là dành cho những anh chàng yếu sinh lý. Các bạn nhớ hộ mình là bổ thận dược quý đường, bổ thận tráng dương, giúp tăng cường sinh lực và cải thiện sinh lý nam giới. Ở đây nó có bạch tật lê. Bạch tật lê là tăng hàm lượng testosterone trong máu, và đây chính là một loại hormone để kích thích cái ham muốn của đàn ông. Còn nếu các bạn bây giờ các bạn đang vẫn còn ham muốn thì các bạn sẽ được kéo dài ham muốn. Còn nếu như bây giờ ham muốn nó đang bị suy giảm thì nó sẽ giúp các bạn kéo lên. Nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, ba kích và kỳ tử. Những cái dược chất rất là quý này nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái, giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách trọn vẹn nhất và hoàn hảo nhất. Còn bây giờ thì mình nhắc các bạn là các bạn nhớ ngày dùng 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, sử dụng liên tục 3 tháng và các bạn nhớ duy trì nhá. Thì hiệu quả nó mới bền vững, sung mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Đây, bền vững nhờ cơ chế nội sinh, nội là trong, sinh là sinh ra từ bên trong cho nên rất bền vững. Sinh ra từ bên trong cho nên rất an toàn vì nó phù hợp với cơ địa. Nó cũng hoạt động đúng như cái tiêu chí của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong. Các bạn nhớ nhá, số điện thoại 024 7777 8877 và website là dongaashop.vn. Các bạn ấn vào đây để đặt hàng ngay. Đây, miệng nói chăm nhớ, ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. Các bạn đọc này, hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Trước khi mà cái củ tỏi này nó thay màu và đổi vị thì nó đã được lên men 2000 giờ và nó được lên men độc. Tức là cái công nghệ lên men và cái quy trình sản xuất là được chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản. Đấy, các bạn yên tâm nhé. Hương vị nó rất là ngon, dễ như ăn ô mai, nó không bị mùi đâu các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy tác dụng của nó này. Hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ. Các bạn thấy tuyệt vời không? Có hai loại nhá. Một loại là bóc vỏ rồi, loại chưa bóc vỏ. Số điện thoại vẫn như cũ, 024 7777 8877. Các bạn ấn vào đây đặt hàng ngay. Ngoài ra thì mình không bao giờ khuyến khích các bạn uống bia uống rượu, nhưng nếu phải uống bia uống rượu phải đi tiếp khách. Các bạn nhớ mang theo cái nước uống giải rượu choa này, nó theo những cái chai nhỏ nhỏ các bạn nhìn thấy này. Nó cùng một lúc giải quyết cho các bạn hai vấn đề. Một là tăng cường cho chúng ta cái sức khỏe, làm giảm cái thời gian chúng ta bị mệt mỏi do uống bia uống rượu và thải cá độc luôn. Foicen tăng cường chức năng gan. Các bạn biết là Việt Nam thì có hai chỉ số, một là ung thư gan và hai là tỷ lệ tử vong do ung thư gan là cao nhất thế giới. Nên các bạn nhớ sử dụng cái foicen này, nó chính là cái sản phẩm công thức bảo vệ gan từ Pháp luôn. Đấy, và nó giúp cho các bạn là giảm nguy cơ bị xơ gan, viêm gan và ung thư gan. Đấy, viên nhung hiêu này, đây ở trong này còn rất là nhiều những sản phẩm nhá, các bạn cứ thoải mái. Đấy, yến kiều trưng đông trùng hạ thảo này, rồi yến kiều kit rất nhiều, cao ba long này, rồi rất nhiều những các sản phẩm. Mình để trên logo. Số điện thoại 024 7777 8877 và website là donghashop.vn. Đây các bạn nhìn đây, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó, số điện thoại 024 7777 8877 và website là donghashop.vn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình xin phép là chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra. Hôm nay thì cũng cập nhật thêm cho các bạn một chút về thông tin về Indonesia. Indonesia thì hiện nay họ đang bị chấn thương một cầu thủ, bị ốm 5 cầu thủ. Như các bạn biết là hôm nay thì theo thông báo thì là chuyên cơ của Indonesia hạ cánh vào lúc 2 giờ 30 chiều. Nhưng mà đến 3 giờ 30 chiều thì họ mới hạ cánh. Mình nghe nói là đâu đó là họ bay muộn hơn so với bình thường là 1 tiếng. Một bộ đôi mà luôn luôn đi song hành với nhau là Turner và Hübner. Thì trong đó là anh Hübner là anh bị sốt. Đang có rất nhiều những cầu thủ bị sốt các bạn nhé. Đấy, ví dụ như là theo cái tờ Bola, nay một đồng nghiệp ở tờ Bola có chia sẻ với mình là anh Rafael Struick là tiền đạo, anh đã bị chấn thương. À quên, xin lỗi các bạn, anh bị ốm. Thủ môn Riandi cũng đã bị ốm. Đấy, Arawatita cũng đã bị ốm. Ngoài ra thì còn có Ivan Jenner. Đấy, và Sandy Walsh. Sandy Walsh chính là cái anh chàng mà họp báo hôm trước. Ngoài ra thì còn có một trường hợp không thể sang Việt Nam được là do anh này đã bị chấn thương từ đầu. Đấy, thì các bạn cũng biết là hôm vừa rồi thì anh ấy cũng không thi đấu. Đấy. Ngoài ra thì cái gì nhỉ, mình đang định nói ai mình quên mất tên rồi. Cái gì nhỉ? Jordi Amat à, đúng không? Jordi Amat là bị chấn thương. Jordi Amat bị chấn thương. Ngoài ra thì hiện nay có cái cập nhật mới nhất. Có cái cập nhật mới nhất liên quan đến hai cầu thủ nhập tịch, đó là Tom Hayes và Rina Otamanwan. Thì hai cầu thủ này đang được xúc tiến một cách thần tốc để làm việc với liên đoàn bóng đá của bạn ấy trước đây. Chuyển bạn đấy, gọi là hộ khẩu tạm trú tạm vắng, chuyển bạn đấy về với liên đoàn bóng đá của Indonesia. Và theo như thông tin mình có được thì khả năng hai bạn này ra sân trong trận gặp Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 này khá cao. Bây giờ thì chưa thể nói được điều gì, nhưng mà mình sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn sớm hơn. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình. Đang trên 10.000 mắt mà số lượng người like đang hơi ít. Ai chưa like thì nhớ like cho mình. Các bạn bấm vào cái lòng bàn tay này là ok này. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Phần đăng ký thì các bạn nhớ ấn vào chuông và nhận thông báo, để về sau khi mà mình có thông tin mới thì mình phát sóng thì mình sẽ báo cho các bạn. Ngày hôm nay mình cũng nhận được một cái thông tin là huấn luyện viên Philippe Troussier khả năng cao là sẽ thay đổi đội hình trong trận đấu tới, và đội hình tới đây sẽ là đội hình siêu tấn công. Đấy, vì là chúng ta cần bàn thắng, nhưng mà nó phải dựa trên một cái nguyên tắc là tấn công phải có chiều sâu, chứ mà chúng ta tấn công chưa tìm được bàn thắng, đội bạn phản công phát mà họ ghi bàn nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Em cảm ơn anh Tân Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó là thôi mình chia sẻ với các bạn. Bạn Lư Hải Đăng, anh Hải có kênh kia gần 500k sub nhưng hay nói xấu và lấy hình ảnh của anh để làm title của họ và gọi anh là Hải cần cẩu, sao anh không báo cáo hoặc lên tiếng à? Không bạn ạ, cứ để cho họ làm. Ok, mình thấy là mình vẫn còn có giá trị với họ để họ còn câu kéo, họ còn kiếm được tiền. Thôi cứ thôi kệ họ đi. Nhưng mà mình thì mình mong muốn là cái cuộc sống của chúng ta nó phải thực sự thanh thản. Mình không có vấn đề gì phải lo ngại cả. Đấy. Ai nói gì về mình thì đấy là việc của họ. Còn mình sống thế nào thì đấy mới là việc của mình. Mình không có bị ảnh hưởng cuộc sống của mình bằng những cái câu chuyện của người khác đâu. Các bạn không phải lo cho mình nhá. Cứ thoải mái. Đấy, và mình thì mình đề nghị mọi người là nếu mà các bạn đi qua những cái kênh vớ va vớ vẩn đấy thì thôi, các bạn đừng xem nữa, các bạn đừng xem những kênh đấy nữa, thì như thế thì nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời các bạn trong vòng khoảng tầm 10 phút tới. Ok, chúng ta sẽ 8:15 thì mình xin phép sẽ nghỉ nha các bạn nhé. Để mình sẽ tiếp tục những cái câu chuyện. Thật sự là còn rất nhiều những cái thông tin mới nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng thật sự là vào thời điểm này hơi khó. Bạn có anh ở đây rồi, còn đây là mùa hè này anh Hải làm về Euro nhé. Em tin lượt view của anh sẽ tăng đột biến. Mình sẽ không làm về bóng đá quốc tế, mình sẽ chỉ làm về bóng đá Việt Nam thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn Toàn Trần Đức có nói là tình hình chấn thương của Công Phượng và Quế Hải ra sao rồi anh? Quế Hải thì mình nghe nói là bạn ấy đã tập luyện trở lại rồi. Còn Công Phượng thì bạn ấy đã về Nhật. Hạnh Đinh có nói là có một số kênh nói xấu anh Hải, em không theo dõi mấy, bảo anh Hải là đâm sau lưng thầy Park. Không sao đâu, kệ người ta. Vấn đề là thầy Park nghĩ thế nào nó mới quan trọng. Mình thì bao giờ mình cũng rất là chân thành với mọi người, và mình trung thành với cái triết lý công việc của mình. Mình không có sợ mọi người nói gì đâu. Ai nói gì thì kệ người ta. Ok, thôi không nói chuyện này nữa nhá. Các bạn tưởng tượng xem là bây giờ người ta vẫn còn lấy mình ra để người ta coi mình là một khối nội dung, để họ coi mình là một cái gì đó rất là hấp dẫn để lôi kéo khán giả, thì thôi, đấy là giá trị của mình, chả có vấn đề gì. Chứ mình không có vấn đề nhá các bạn nhá. Ok, thôi bây giờ trả lời câu hỏi của mọi người này. Anh Sơn Dương Nguyễn, anh Sơn Dương có nói áo anh em Minh Hải mặc đó giá bao nhiêu tiền, mình muốn đặt mua. Em đang để ở trên logo đây, Vincento.vn. Nếu mà các bạn mua một chiếc là 639.000, nhưng các bạn mua 3 chiếc thì giá chỉ còn là 1.398.000 thôi. Các bạn vẫn được tặng một ví da cá sấu trị giá 1.598.000. Các bạn mua 3 chiếc mà giá chỉ là 1.398.000 là được tặng một cái ví trị giá 1.598.000. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đây là chiếc áo lụa của Nhật Bản nhé các bạn nhé. Áo vải lụa Nhật, các bạn nhìn này. Không nhăn luôn. Vải lụa của Nhật cho nên nó không nhăn. Mặc nó rất là phẳng, các bạn nhìn thấy không? Mặc rất là phẳng. Các bạn có giặt kiểu gì đi chắc nữa thì nó cũng về sau các bạn mặc lên người 2 phút là nó phẳng lì luôn. Vì cái thân nhiệt của các bạn nó như một cái bàn là rồi, nó là thẳng luôn. Và nó rất sang trọng, mềm, mịn, mượt và không nhăn. Đấy, cái phân khúc này nó khoảng tầm trên 1 triệu nếu mà một chiếc áo. Nhưng bây giờ Vincento giảm cho các bạn chỉ có 639.000. Ngoài ra các bạn mua 3 chiếc thì giá lại còn giảm hơn nữa, 1.398.000. Vincento.vn là website mà các bạn có thể tự thành lập combo. Các bạn thích combo bao nhiêu cái, bao nhiêu tiền là ok hết, là Vincento sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và thứ hai rất quan trọng luôn là các bạn mua càng nhiều, giảm giá càng lớn. Mua càng nhiều, tặng quà càng giá trị. Bên cạnh đó các bạn còn có một loạt những cái lợi thế nữa. Đấy, nếu các bạn đến 240 kim mã, các bạn sẽ lại có cơ hội được giảm giá thêm nếu các bạn đọc phát là Vlog Minh Hải. Số điện thoại 0889 33 3300. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, còn một chiếc ManHow C4 mới ra lò nữa. Đấy, giá của một cái ManHow C4 giá chỉ là 289.000 một chiếc ổ thôi. Đấy, các bạn thấy không? Và nó đang rất là xịn sò luôn. Đây, các bạn đang nhìn thấy đây. Anh chàng này rất là tuyệt vời, 4 ổ cắm. Đấy, 3 cổng sạc gồm 2 cổng USB, 1 cổng Type-C. Đấy, ổ cắm đa năng luôn. Lõi đồng nguyên khối 3 ly chịu được tải lên đến 4000W, cắm 23 nồi lẩu. Và các bạn nhìn thấy không? Nó không những là đẹp, cắm nồi lẩu vào nó còn xịn sò, còn thừa ổ cho các bạn sạc pin luôn. Nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ, một đổi một trong vòng 6 tháng, các bạn được bảo hành lên đến 1 năm. Còn gì nữa? Đấy, còn anh chàng trung vệ áo đỏ Atomat này nữa. Ok. Anh chàng trung vệ áo đỏ Atomat này rất là hay. Đó là anh này, anh có một cái tuyệt vời là các bạn đi làm, đi chơi hoặc các bạn đi ngủ thì nó vẫn nằm ở đây để nó bảo vệ cái ổ cắm của các bạn, không xảy ra cháy nổ. Đấy, mình gọi nó trung vệ bởi vì ở đâu có điểm nóng là chỗ đó có nó, ở đâu mà có nguy hiểm là chỗ đó có nó. Cho nên là nó đã bảo vệ cho gia đình các bạn rất là an toàn. Gia đình của các bạn là bố mẹ, là vợ con của chúng ta. Các bạn nhớ nhá, số điện thoại mình để trên logo 0889 33 3300 và website là manhow.vn. Các bạn mua cái combo ổ cắm này thì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Số điện thoại mình để ở đó, các bạn cứ alo nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vụ sắc dân quang Vinpearl sao rồi anh Hải ơi? Hiện nay thì câu lạc bộ đấy là một câu lạc bộ mà các bạn cũng biết là họ thường xuyên tạo ra cú sốc trên thị trường chuyển nhượng. Các bạn cứ chờ. Cờ vua thiên tài Thái Lan chính thức lọt vào top 100 thế giới, Việt Nam tụt xuống 112, anh thấy thế nào? Cái này thì mình đã nói với các bạn rồi. Cái việc mà Thái Lan họ nhảy vào top 100 nó chả làm ai bất ngờ. Nhưng mà chúng ta thực sự sốc khi Marampang tuyên bố là sẽ cố gắng để cầm hòa đội tuyển Hàn Quốc. Và cuối cùng họ đã cầm hòa được đội tuyển Hàn Quốc. Đấy mới là điều đáng nói. Trong khi đội của chúng ta đang tụt dốc không phanh, đang suy yếu, mất kiểm soát, thì Thái Lan, Indonesia đang phải nói là phát triển trông thấy. Trong đó đặc biệt là Thái Lan. Kể cả là khi mà Indonesia có nhập tịch đến 10-15 cầu thủ nữa thì mình vẫn đánh giá Thái Lan là cao nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Phải đưa anh Kirisak của Thái Lan về làm huấn luyện viên trưởng là ok. Mình không dám nói. Mình xin phép mọi người là mình sẽ không nói về những cầu thủ đá không tốt. Đấy, mình chỉ xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện mà mình biết thôi. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra nhé. Và mình cũng nhắc lại các bạn là vào 9 giờ ngày hôm nay, tức là chỉ còn 55 phút nữa, thì mình sẽ live stream ở trên Top Top. Và ở trên Top Top thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những đôi giày, những mặt hàng chính hãng với những cái giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi. Mình rất là mong các bạn sang đó để săn những sản phẩm chính hãng mà giá thì thấp không ở đâu có luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép dừng luồng live stream ở đây để chuẩn bị cho phiên live stream. Và các bạn thấy không? Mình luôn luôn là như vậy. Khi mà các bạn nói rằng là Vlog Minh Hải đang bán hàng thì mình càng cố gắng phải làm công việc tốt hơn. Và các bạn thấy thời gian vừa rồi mình đã rất cố gắng. Và tất cả những cái thông tin gì đó hay mình đều là những người đưa đầu tiên. Hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn công bằng với mình để cho mình vừa làm được nghề tốt mà mình vừa có thể tạo ra nguồn tài chính để có thể tái đầu tư cho công việc cũng là nuôi sống bản thân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin được cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.